Ok nha Nam, thì mình em đã quay trở lại với cơ mình ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi học về lập trình Mitsubishi tiếp ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thanh dây Z. Thì như những bài lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu thì chúng ta đã lưu được vị trí và chúng ta cho nó chạy. Ok, thì để mình mở lại cái bài lần trước để cho anh em có thể nào quên thì có thể ghi nhớ lại ha. Đây. Rồi như bài lần trước thì mình sẽ tiến tiến hoặc là lùi, tiến hoặc là lùi nó một tới một vị trí bất kỳ, mình sẽ lưu nó ha. Đó, lưu nó. Rồi mình sẽ chọn một vị trí, mình sẽ nhấn nút ví dụ như là vị trí số 2 ha. Đó, mình sẽ nhấn nút chạy. Thì nó sẽ chạy tới vị trí số 2. Đấy. Rồi nhấn vị trí số 1. Thì nó sẽ chạy tới vị trí số 1. Đấy, thì cái bài hôm bữa thì chúng ta đã lập trình được tới như vậy ha. Thì bài toán hôm nay của chúng ta, có chính là chạy tự động ha. Chạy tự động có nghĩa là mình ví dụ như mình nhấn vị trí số 3, sau đó mình nhấn vị trí số 1, sau đó mình nhấn vị trí số 2. Đấy, thì mình nhấn chạy thì cơ cấu chúng ta sẽ chạy từ vị trí home, chạy đến vị trí 3. Đấy, sau đó chạy tới vị trí 1, thực hiện một cái gì đó, thực hiện một cái lệnh gì đó hay thực hiện một cái chức năng gì đó. Sau đó chạy về vị trí số 2. Đấy. Sau đó nó sẽ quay về vị trí số 3. Đấy, thực hiện một gì đó. Cái chạy về vị trí số 1, thực hiện một cái chức năng gì đó. Chạy về vị trí số 2. Đấy, cứ lặp đi lặp lại, hoài vậy ha. Đấy, đó chính là cái cách chạy tự động. Và hôm nay chúng ta sẽ đi làm thử một làm thử cái bài toán này ha. Rồi ok. Đây. Đây là cái bài code hôm trước. Đây là bài code hôm trước ha. Rồi để mình tắt cam đi. Rồi. Xóa cái này đi ha. Rồi. Đây. Thì hôm trước là mình xài cái thằng cảm biến gốc là thằng x1, hôm nay mình xài x0 ha. Rồi chân phát xung là y1 với y11, hôm nay mình đổi lại là y2 với lại y6 ha. Mình có một chút thay đổi về cái phần cứng. Rồi thì y2 với y2 chân phát xung thì mình xài thằng dây D8136. Đấy, chỉ có vậy thôi. Có thay đổi xíu. Rồi ok. Thì để mà mình anh em có thể mà nhấn nút này. Nhấn 3, nhấn số 1 rồi nhấn số 2 mà nó có thể ghi nhớ là được ấy. Đấy, thì mình sẽ tiếp tục mình đi xài thang ghi Z tiếp ha. Đấy, thì cái ba cái nút này này 10, 50, 51, 52 là ba cái nút nhấn vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3 ấy. Rồi để làm sao mà anh em nhấn ba nút liên tiếp mà nó có thể ghi nhớ được. Thì ok. Thì đây mình sẽ cho nó vào một cái thanh ghi khác ha. Ở đây mình sẽ xài nó là D28 đi ha. Mình thích số 28 nên mình chọn đi D28 vậy thôi. Rồi. Thì mỗi lần nhấn nút thì mỗi lần nhấn nút này sẽ có B3 nút lên, mình sẽ xài một cái thanh ghi Z tiếp là Y0 Y1, hôm nay xài Y2 ha. Mỗi lần nhấn nút thì mình sẽ tăng cái thanh ghi cái gì Z0 Z1, rồi thì nay xài Z2 ha. Thì mỗi lần nhấn nút mình sẽ tăng cái thanh ghi Z2 này lên. Rồi sẽ mua cái thằng D28 này vào thanh ghi
D30Z2. Rồi thì ở đây khi mà mình nhấn cái nút, ví dụ mình nhấn nút 52 M52 đi, là vị trí số 3, thì tăng cái thằng Z2 này lên bằng 1, thì mu K3 ở thang dây D28 này, dây D28 mang giá trị 3, mua vào thang dây D31 ha, Z2 bằng 1 thì D28 mua vào thang dây D31, Z2 bằng 2 thì D28 mua vào thang dây D32, Z2 bằng 3 D28 mua vào thang dây D33 ha. À, để mình chạy mô phỏng lên nha. Rồi đây mình xài thang dây Z2 này, rồi D31 28 31 32 và 33. Ok ha. Đây mình sẽ ví dụ mình chọn vị trí số 3 đúng không, mình nhấn nút 1052 đấy, thì thang dây D31 này nó lưu vị trí, lưu cái nút nhấn số 3 mình vừa mới nhấn ấy, dùng nhấn nút số 1 đấy, D32 1 ha, là yêu cầu nó chạy tới vị trí số 1 ấy đấy. Ví dụ mình nhấn nút 1551 đi, đấy là 3 đấy, mình chạy mình chọn liên tiếp được 3 cái vị trí 31 3 312 rồi. Ok ha. Rồi để làm sao, giờ làm sao để cho nó đưa vào được cái thằng, làm sao để tăng cái thằng Z0 này lên nè. Tăng thằng Z0 thì thang ghi D0 này, thang ghi là thang ghi lưu vị trí của chân phát xung này, thì thằng Z0 này là thằng D0 và thằng Z0 này nó sẽ đưa cái vị trí mình vừa mới lưu vào cái thằng D500. Thì D500 là cái lệnh DRVA này phát, là đưa số xung vào cái thang dây D500 để nó chạy tới vị trí đó ha. Rồi thì ok, ở đây ấy, thì mình sẽ xài là thằng xài thêm thằng z với 1 với 2 đúng không, với 0 với 1 với 2, giờ mình xài z3 ha. Z3 mình sẽ tăng cái thằng Z0 lên nè, để đưa cái giá trị của giá trị vừa mới lưu á vào cái thanh ghi D500 này. Ok thì khi mình nhắn mình sẽ chạy này. Ok khi mình nhắn on ấy, khi mình nhắn on đồng thời mình sẽ INC Z3 lên luôn đấy, thì Z3 bằng 1 ấy thì nó sẽ đây, Z3 bằng 1 thì nó sẽ mua cái thanh ghi là D30, là cái thanh ghi nãy mình vừa mới lưu cái các nút nhắn rồi anh em đấy, thì thanh ghi D30 Z3 vào cái thanh ghi Z0 nữa ha, ở đây ha. Mỗi lần mình tăng Z3 lên, Z3 bằng bằng 1 thì đưa cái số 3 này, đưa số 3 này vào trong Z0. Đấy, Z0 bằng 3 thì nó sẽ đưa cái vị trí mình vừa lưu. Đây, vừa lưu của thằng giấy 1 này vào trong thang ghi D500. Để nó chạy ha. Hơi hơi rối ren như trật tự giao thông đường phố anh em. Nó là vậy đó anh em. Thì mình không biết giải thích sao cho anh em nữa. Đó, thì để mình viết mình chạy thử, chạy cho nó xong hết rồi cho anh em có thể xem đi xem lại video này, thì có thể là anh em sẽ hiểu một chút. Ok ha. Rồi.
Đây, đây chạy lại một phóng cái nữa ha. Rồi. Cái này mình xài Z3 đúng không? Z3 đây. Rồi mình sẽ xài cái thanh ghi D0. D0 mà lưu vị trí ở đây mình chưa có. D1 tới D2, D3 đúng không? 2 D3. D1, D2, D3 là cái này nè anh em. Đây này. Vị trí mình vừa mới lưu được á. Đó. Thì đây mình chạy mô phỏng thôi để mình test thử được không, mình nhập đại một giá trị nào vô ha. 200 300. Rồi ok. Ở thằng ở dưới này ha. Ví dụ mình chọn vị trí số 3 trước đi. Đó, rồi chạy tới vị trí số 1. Chạy tới vị trí số 2 ha. Rồi mình đã chọn được 3 vị trí tự động. Rồi sau đó mình sẽ nhấn nút chạy này. Nút 14 ấy, mình nhấn cái thì nó tăng Z3 lên. Tăng Z3 lên. Thì nó sẽ chạy tới vị trí số 3. Vị trí số 3 là 300 này. 300 thì thay ghi đi 500 này là 300 nữa ha. Đó. Ví dụ mình tăng Z lên là bằng 2, Z3 bằng 2. Thì chạy tới vị trí số 1. Vị trí số 1 là 100 ha. Thay ghi D500 này là thay ghi bắt sông á là 100 nè. Rồi ví dụ như Z3 bằng 3, Z3 bằng 3 thì chạy tới vị trí số 2. Đó là 200. Đó. Ok ha. Này mình test thử. Rồi ok. Thì làm sao để chạy tự động là khi mà nó kết thúc một vị trí thì nó chạy tiếp tới vị trí số 2, vị trí tiếp theo á. Thì ở đây mình sẽ bắt sung của thằng ở đây mình sẽ bắt sung của cái thằng mở xong của thằng M1 ha. Từ từ. Ôi, ok. Ở đây cái thằng Z0 này anh em. M2 Z0. Thằng này hình như là không có xài. Xóa nó đi. M2 Z0 này đâu ra ta? Hôm bữa có thằng M2 Z0 không ta? M2. Bài này mình có xài M2 không? Không ha. Không biết là M2 không đâu nữa. Ok ha. Là tới đâu ta? Rồi ok. Rồi ok. Thì tới cái chỗ mà khi mà nó kết thúc một vị trí thì nó sẽ tự chạy tự động tới vị trí tiếp theo đúng không? Thì ở đây mình sẽ bắt sung của thằng M1 nè ha. RDF M1. Mình sẽ ví dụ như mình nó sẽ out ra một cái tín hiệu, ví dụ như tới một vị trí đó nào đó nó sẽ gấp vật hoặc là thả vật hay chẳng hạn. Mình sẽ out ra một bit. Thì đây mình sẽ out ra thằng timer ha. Set cho một cái bit M5 ha. Rồi lấy M5 này. T0K5 giây mình sẽ cho dừng 5 giây và chạy tiếp vị trí tiếp theo ha. Thì sau 5 giây thì sẽ tăng tiếp cái thằng Z3 lên ha. Ok. Sau 5 giây tăng Z3 lên. Rồi, làm sao để nó lặp đi lặp lại? Lặp đi lặp lại thì mình sẽ so sánh nó. Nếu như thằng Z thằng Z3, nếu như thằng Z3 này ha, Z3 này nó bằng bằng 4
và có xung cận lên của thằng tham mơ, nó sẽ mu lại K1 vào lại giúp 3 ha. Rồi thì nó sẽ chạy lặp lại lặp đi lặp lại như vậy. Ok, mình sẽ lót xuống và mình chạy thử nha. Khoan, ở đây mình sẽ có một cái gọi là reset STZ 2 R RST Z 3. Ok, Z0 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 là dùng để Z0 là mình dùng để mình đưa cái vị trí vừa mới lưu á vào trong cái thanh ghi D500 để nó chạy ha, để động cơ step mình chạy ha. Rồi Z1, Z1 là dùng để mình lưu cái vị trí mình tiến, mình lùi tới một vị trí bất kỳ mình lưu nó, mình lấy giá trị từ cái chân thanh ghi phát xung là D8136 này, mình lưu nó lại ha, là thằng Z1. Thằng Z2 là mình xài để mình chọn liên tiếp nhiều vị trí khác nhau nha, chọn liên tiếp nhiều nút nhấn á, chọn liên tiếp nhiều nút nhấn 1 2 3 mình chọn liên tiếp nó, thì để lưu để chọn liên tiếp thì mình sẽ lưu nó lại thằng gì Z2 ha. Rồi còn thằng Z3 đó, thằng Z3 làm là để mình nó ghi nhớ và nó sẽ chạy tự động ha. Rồi ok, nãy mình lót xuống chưa ta, không biết nữa, nó lạ rồi. Ok, mình sẽ lên HMI này, à quên, ở đây mình sẽ mua hai cái thanh ghi này ra nữa đây. Đây ha, mô Z2 vào D14 để cho mình anh em có thể dễ quan sát ha. Z3 vào D16 chẳng hạn, mô chứ. Rồi ok, và cái thanh ghi D3012, ok. Rồi qua đây lưu này bỏ ra ha. Rồi 12, 10, 12, 14, 16 viết tương ứng với lại với 0, với 1, với 2, với 3 ha. 16. Rồi mình sẽ lấy một cái đây lau qua đây cho anh em dễ nhìn. Đó là cái thằng mà cái thằng D 31 32 33 này. Ok. Sẽ online nó lên thử. Rồi đầu tiên mình sẽ reset hết lại ha, cho nó chạy vô home ha. Rồi ví dụ mình sẽ cho nó tiến tới, ôi chết, quên 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 bật camera ha. Ok, để em bật cái camera lên ha. Đây, bật cái camera lên rồi đó, nãy mình nhắn về hôm mà mình quay bật cái camera tiêu anh em. Rồi ok ha, đây mình sẽ tiến tới, tiến tới một vị trí để coi, ví dụ như là đây ha, đây đi, đây mình sẽ lưu 11.243 và mình lưu nó lại. Tiếp tục mình sẽ cho nó lùi lại đi.
Đó, 2096 mình lưu cái nữa. Rồi mình cho nó tiến ra giữa giữa đi ha. Đó, 7100, ok. Lưu cái nữa ha. Rồi mình sẽ chạy được, mình tìm được ba vị trí mà mình lưu nó. Rồi mình sẽ cho nó vô home cái. Rồi đây mình chọn vị trí chạy, ví dụ mình chọn vị trí số 1 ha. Đó. Đây chỗ đây nó hiện số 1 này. Là vị trí đầu tiên mình muốn nó chạy tới. À, ví dụ mình chạy tới vị trí số 3 đi. Chọn vị trí số 3. Đó. Đây là thứ tự chạy của nó ha. Rồi chọn vị trí số 2. Rồi có số 2 sẵn luôn. Rồi sau đó mình sẽ nhấn nút chạy ha. Đó. Nó sẽ chạy tới vị trí số số 1 là 10 11.000 đấy, 11.246. Sau 5 giây. Rồi, sau 5 giây nó đến chạy tới luôn anh em. Ok. Xóa này, mình tắt này lại ha. Để mình kiểm tra lại ha. Để kiểm tra thì mình on này lên. Để xem tại sao sau 5 giây nhưng nó không có chạy tiếp tới vị trí số tiếp theo. Cam mình lâu lâu cái nó tắt cái. Sau 5 giây. Nó sẽ xét lại từ không này. Sau 5 giây nhưng mà thằng Z3 này nó không tăng lên 2 nữa anh em. À, lý do là tại sao mà mình cũng mới biết luôn. Ok, để mình kiểm tra lại ha. Mình tắt cái này. Rồi mình chưa reset cái thằng M5 này nữa chứ. Ok. Mình sẽ thêm thằng 15 này. Rồi ok. Chạy thử thử coi được không ha. Đây mình chạy trong cái thằng này luôn đi. Đó, nó mới chạy luôn đó anh em. Online này được coi. Nãy đáng lẽ mình sẽ kiểm tra trong cái chương trình này trước rồi mình mới online cái màn hình HMI lên nha. Dạ nó mới gọi là hợp lý. Rồi ok. À, mình sẽ cho thằng Z3 này nó về lại không rồi mình chạy lại ha. Z3 bằng 0. Rồi ok. Mình sẽ nhấn cái nút M14 rồi này, nhấn lại. Đó, nó sẽ chạy tới vị trí đầu tiên.
Rồi sau 5 giây. Đó, sau 5 giây nó sẽ tăng dép 3 lên 12 ha. Sau 5 giây. Tăng dép 3 lên 3 ha. Rồi sau 5 giây. Sau 5 giây nhưng mà nó không có mua thằng K1 này vào lại thằng Z3 này anh em. Ok ha. Thì để mình sẽ tìm ra vấn đề giải quyết tiếp ha. Thì ở thằng này mình sẽ lấy cái thằng xung quanh súng thử xem anh em. Ok, mình bắt xung quanh súng của thằng T0 ha. Không, ở đây mình bắt xung quanh lên đi. Xung quanh lên ở đây mình sẽ bắt xung quanh súng ha. Xung quanh súng của thằng T0 ha. Đấy. Ok, mình sẽ lót xuống lại. Ok, họ lại 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 ha. Đấy. Mình cũng vừa học vừa chia sẻ cho em thôi nè anh em. Nên là mình biết cốt cũng ngáo ngáo lắm. Đấy, mình sẽ chạy lại thử xem. Ok, nhấn này lên. Dép 3, dép bằng 1. Để coi sau 5 giây ở cái thằng Z3 nó bằng 3 nó có lặp đi lặp lại không ạ. Đó, được rồi anh em. Đù. Đó, sau 5 giây thì sau khi nó chạy tới 3 vị trí thì nó sẽ lặp lại ha. Ok, mình sẽ tắt bên này, mình chạy cuộc thử bên này cho anh em dễ hình dung ha. Ở bên này đi. À quên. Bên này nên sẽ tắt luôn cái chạy mô chạy lại đây màn hình này nha. Đó, 1, 3, 2. 2 nè. 2 giờ nó sẽ chạy tới vị trí số 1. Đấy, 1 tới 3. Sau 5 giây. Rồi 3 tới 2 ha. Hai đây anh em để ý cái thằng gì này anh em. Đây ha. Bữa so sánh với cái vị trí mình đã lưu. 2 là tới 1. Rồi. Ok. Mình sẽ dừng. Rồi, mình để có nút dừng luôn anh em. À, không có nút dừng luôn. Rồi để nó chạy vậy ha. Rồi mình sẽ đi viết cái nút dừng cho nó.
Thì ở đây dừng thì nếu như anh em muốn dừng thì ví dụ như dừng thì dừng hết tất cả mà reset hết lại luôn, hoặc là dừng thì dừng một cái thôi. Rồi ở đây mình sẽ cho nó dừng dừng tất cả lại luôn nha anh em. Em về nếu anh em thích về anh em có thể chế biến thêm nha, mình mới biết dừng cho nó sau, để mình dừng hết luôn. Ok, mình sẽ dừng thằng này thì mình sẽ reset cái thằng thằng nào ta, thằng DR à, thằng này 11, reset thằng 11 ha, reset nó RST 11. Rồi ok, chạy nó xuống. Rồi là thằng M50 đây, M53 này đấy, là cái nút reset mới thằng ghi với không á, không với một với hai luôn á. Mình lấy nó mình reset hết luôn, mình cho nó dừng luôn đi coi được không ha. Rồi à, bật cam lên lại ha, đấy cho nó chạy lại đi. Đi số 2 đúng không? 2 giờ tới 1. Mày dừng thử coi. Đó. Dừng dừng một lần dừng hết luôn nha anh em. Á đủ. Nhưng con thơm mớ vẫn còn chạy ha. Quá đã. Ok, con thơm mớ còn chạy nha anh em. Là thằng set reset 15 này. Cái thằng 15 này nó vẫn còn. Thằng 15 vẫn còn, mình reset nó luôn ha. Đó. Rồi. Rồi reset nó luôn. Ok, mình load xuống lại coi. Đấy, bật cái này lên. Rồi, mình sẽ reset lại nè, chạy lại. Giờ mình sẽ chọn lại là ví dụ như là 3 2 1 đi. Rồi mình sẽ cho chạy thử. Ủa, nãy nó có gì sai sai đúng không anh em? Hai. Hình như nãy đang dừng ở vị trí số 3 thì phải. Một. Là tới vị trí số 3 là 7.100. Ok. Rồi tới số 2 là 2.000. Rồi tới số 1 là 11.000. Ok, mình nhắn dừng thử coi. Sau 5 giây nó vẫn có phản ứng nha anh em. Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ nhấn dừng. Nhấn dừng thì mình chỗ đây nè anh em. Nhấn dừng thì mình sẽ reset thằng 11. Thì khi reset thằng 11 thì nó cũng bắt xung lại cái thằng này à. Nó xung lại 15 này à. Đấy, nó vấn đề nằm ở đây. Ok, thì mình sẽ so sánh cho nó ha. Z3
K0. Rồi. Ở đây là nên lấy giúp 3 khác. Giúp 3 nó bằng 0 thì chỗ này nó hở mặt ra ha. Khác 0 thì nó mới cho chạy chỗ này. Ok. Chạy lại lần nữa ha. Rồi. Nên là vị trí là số 2 đúng không? Cho chạy cái. Đó, chạy chạy tới vị trí số 1. Sẽ dừng nó. Đó, dừng luôn rồi đó anh em. Rồi ok. Thì cơ bản là nó dậy nha anh em. Đấy, mình cho chạy lại cái này. Chạy tới vị trí số 1. Thôi mình dừng luôn đi. Cho nó vừa hôn lại đi. Đó. Giờ mình sẽ chạy. 3 7.100. Rồi tới 2. Sáu. Rồi tới 1. 11.243. Đó. Sau đó nó sẽ quay về 3. Đó, sau tới 2. Sau 5 giây. Đó, dừng coi. Đó. Mình sẽ cho chọn lại vị trí khác ha. Như 3.000 mình lưu cái. 6.000. 7.000 lưu cái ha. Một nghìn lưu cái ha. 3, 2, 1 rồi cho chạy thử coi. Nên là vị trí số 3 này em nên không chạy ha. Đáng lẽ mình sẽ về hôm trước. Giờ chạy vị trí số 2. Sau đó vị trí số 1. Đó, tập đi lại vậy anh em. Có phần nút dừng á thì anh em có thời gian anh em nghiên cứu thêm mà để cho nó dừng theo cái yêu cầu của anh em ha. Ở đây mình xài dừng cái dừng hết luôn anh em. Làm lại từ đầu luôn ha. Đấy. Rồi ok. Cảm ơn anh đã xem video của mình ha. Thì nếu có gì mà nó hơi sai sót thì anh em có thể góp ý với mình nha. Thì mình cũng đang vừa học vừa tìm hiểu về PC thôi, có gì những cái gì hay thì mình chia sẻ cho anh em thôi. Ok chứ không phải là mình đi dạy cho anh em. Biết cái gì mình chia sẻ cho anh em cho vui thôi anh em. Rảnh rảnh tối không có gì làm cái mình làm video mình chia sẻ cho anh em cho vui vui tí. Ok anh em. Chào tạm biệt anh em ha.